Theo bản tin tối qua của Bộ Y tế, Việt Nam phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Hải Dương, Hải Phòng và Thanh Hóa. Tất cả đều là người trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bộ Y tế đang chủ động bám sát biến thể Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin chính xác kịp thời. Thời gian này, các tỉnh thành đều tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch, tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp. Các giải pháp này nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình phức tạp của biến chủng Omicron trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn, từng bước mở cửa hoạt động đi lại, giao thương, phục hồi sản xuất, đảm bảo đời sống dân sinh. Như vậy, tính đến nay, cả nước ghi nhận tổng cộng 24 ca mắc COVID-19 do biến chủng mới. Riêng bệnh nhân ở Hà Nội được xuất viện ngày 2 tháng 1. Bệnh nhân này không có triệu chứng lâm sàng, sinh hoạt bình thường. 5 trường hợp nhiễm Omicron ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết tất cả đều không có triệu chứng lâm sàng, nồng độ virus thấp và nhanh khỏi bệnh. Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đến 16 giờ chiều qua, tỉnh này ghi nhận 84 ca mắc mới COVID-19. Điều lo ngại nhất hiện nay là ổ dịch tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên ghi nhận tổng số 88 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây lan ban đầu được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng Anh ở trường này, trong thời gian gần đây có đi đến tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho rằng, để xảy ra hậu quả này là do các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan, lơ là chủ quan, không bám sát diễn biến tình hình dịch thực tế, không thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Giang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân liên quan. Ngoài ra, tập trung nguồn lực bằng mọi biện pháp, trong một tuần phải xử lý xong ổ dịch tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, không để phát sinh thêm các ổ dịch mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh và học sinh ổn định tâm lý, tránh hoang mang lo sợ.